Quang Tây xin chào bà con và các bạn. Thì hôm nay cập nhật giá lông ngày 26 tây tháng 7. Thì cái đợt trái sau này, cái đợt trái này thì bà con mình thu hoạch là gần hết rồi nha, như là hết rồi. Còn cái đợt trái sau này bà con mình lấy thì mình thấy cũng rất ít nha, không có nhiều nha. Bà con nào lông còn được thì mình ngon đẹp thì mình lấy, thì đừng có bỏ nha. Thì tại vì cái đợt sau nữa này, thì đợt lón trái sau nữa thì nói chung là bà con mình lấy không có nhiều, cũng ít nha. Thì bây giờ mình cập nhật giá lông ruột trắng cho bà con mình biết luôn. Thì giá lông ruột trắng thì hàng đẹp á, về kho thì 10.000, 11, 12. Còn hàng sàn á thì 8, 9, 10. Hàng dạt 1, 2.000. Giá lông ruột đỏ loại 1 16.000, loại 2 11.000, loại 3 6.000, loại 4 thì được 3.000, hàng dạt 1, 2.000. Thì cái đón này từ bây giờ tới bữa mùng 8, mùng 9 thì cũng có rơi rớt một vài đám nha. Rớt một vài đám chín chứ không có nhiều. Đón mùng 8, mùng 9 này cũng ít chứ không nhiều nha. Rồi hôm nay cập nhật giá lông đến đây kết thúc. Chào con và các bạn, hẹn gặp lại video sau nha.